Các bạn ơi, bây giờ chúng ta làm kem ba màu nhá. Chúng ta có cacao là một này. Chúng ta có nước quả dâu nè. Chúng ta có nước chuối này, được chưa? Bây giờ bạn Huyền sẽ đổ nước chuối trước. Đổ một ít thôi nha. Thôi, không đổ nữa. Rồi. Tiếp theo bạn Huyền sẽ đổ nước bột cacao. Bóp 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 nghiêng lại rồi rót nó sẽ dễ. Rồi, rót ít để còn lấy lên trên này. Từ từ. Quên, chúng ta sẽ để cho nó đông một chút. Chúng ta phải chờ một lúc nó đông các bạn nha. Ta làm bây giờ không. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một đồ chơi bí mật mới. Đó là máy làm kem rồi, xoay các bạn xem vào đi. Máy này màu hồng các bạn ơi. Đây là chiếc máy làm kem mới. Chỉ cần làm kem nhanh trong 6 phút thôi. Rồi bây giờ bạn Hiền bóc ra đi, các bạn xem nhá. Đây là thương hiệu Cai Chan các bạn. Bảo bóc mình cho con mới. Ồ, đây cái máy làm kem. Máy màu hồng đẹp không? Đây máy làm kem đây các bạn ơi. Tiếp theo. Có một cách hướng dẫn. Ở đây chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn làm kem các bạn nhá. Cái này chúng ta mà mua chúng ta sẽ đọc hướng dẫn chúng ta làm các loại kem nhá. Rồi. Cái máy này làm thì chúng ta không cần điện. Chúng ta bỏ vào tủ lạnh sau một đêm. Cái này đã bỏ 12 tiếng các bạn, 24 tiếng, tức là một ngày một đêm. Đây các bạn thấy nó chả có điện gì đây hết. Chả có gì cả. Và con nít dùng cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm kem nào. Nguyên liệu của chúng ta cần là đây là nước chanh leo, nước chanh leo đúng không? Còn đây là chúng ta có cái nước hoa quả này. Xoài này. Xoài. Đến nước dâu nè, đến nước chuối, đến nước hoa quả là chuối nè, đến nước táo là chúng ta có sữa đặc nè, sữa đặc chúng ta có hình nhân vật đã làm sẵn, đó là hôm nay bà con không làm xoài mà bà con làm bằng thanh long, bà con có thể làm bằng xoài. Đây chúng ta là có cái trang trí, có thể là ngoài cái trang trí hoa quả chúng ta có thể làm bằng kẹo xoắn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm kem các bạn nhá. Vâng, bây giờ mình sẽ rót nước táo nha. Mình bật cái nước táo ra đây. Để cái chỗ khói mà rót cho thằng này. Mà đổ sữa cho thằng này. Chúng ta hòa đường sữa đặc cho này nhanh đồng các bạn nha. Bây giờ chúng ta để cào đầu cái. Rồi, nó gọn ở trong nữa. Đấy. Là mình sẽ dùng nước chuối. Rồi, vậy cũng là nước hoa quả chuối các bạn nha. Rồi đi thôi. Rồi đi. Thì mình sẽ làm kem chocolate nha. Các bạn hiểu mà sẽ bỏ trang trí bằng cái chai coca của cái loại này các bạn này. Đấy. Đây là kẹo dẻo. Rồi, còn đây là kẹo xoắn. Bạn ơi, con không bỏ được. Rồi, để bà giúp. Nó to không? Rồi đến thứ ba, chúng ta sẽ làm nước dâu. Làm nước dâu đi, mình lấy nước dâu ra, bật nước dâu ra. Giống như sữa dâu. Rồi, cẩn thận vào nha, nhép sát. Đây là kem dâu. Rót chân vừa lút này nó thôi từ từ nó ngấm ra nào. Khoảng 6 phút nha. Để chúng ta sẽ chờ 6 phút các bạn ạ. Cái kem này nó sẽ đông. Chúng ta sẽ làm ba cái này nãy được trước rồi. Đến cái này đến cái này. Cái này gần đông rồi. Cái này và cái đây. Chúng ta đang còn nguyên liệu đây các bạn ạ. Đấy. Ở đây ba các bạn Huyền ngại sinh tố sai quá hoa quả chúng ta mua sẵn. Mua sẵn nước. Đây, các bạn có thể mua giấm nước dâu tây của Thái Lan.
Đây các bạn có thể mua nước ép chuối banana, bạn thấy dùng nước táo đấy, và đây các bạn có thể dùng nước của, còn đây là quả xoài, đây ta làm sẵn rồi. Ở đây có nước của chanh leo, chúng ta còn hai loại nữa, hai loại chúng ta chưa làm. Ở đây các bạn nhớ là chúng ta làm để béo, để ngọt, để ngon, ăn thì chúng ta phải có sữa nhé, sữa đặc. Nếu chúng ta làm nước này không thì ăn rất chi là nhạt. Nhạt quá. Còn cái này thì các bạn có thể chuẩn bị hoa quả khác, xay dưa, xay xoài. Các bạn thích hoa quả của các bạn thì các bạn có thể tạo ra những cái hình này để bỏ vào mấy hình kim. Đúng rồi. Tùy theo các bạn ăn cái gì các bạn làm cái đó nha. Cái mình thích thành lòng mình lấy. Ở đây chúng ta lại còn có ba lọ sữa. Các bạn có thể mua sữa làm theo. Đây. Chúng ta có một hộp sữa này, các bạn phải làm được hai cái kem. Cái hộp cái kem này chỉ có 50ml thôi, mà cái hộp sữa này 50ml. Đây là sô-cô-la các bạn này. Sô-cô-la và đây, cam. Sữa cam này. Và dâu. Đây, dâu. Đây. Cái vị này nó giống như cái sữa này này các bạn này. Ừ. Đây cái sữa này nó thêm sữa thôi. Đấy. Chúng ta có thể làm bằng sữa này chúng ta uống cũng được. Nhưng mà sữa này các bạn có thêm đường không, là cái sữa này uống này nhưng mà khi làm lạnh thì nó rất là nhạt. Nếu các bạn mà không thích uống sữa thì các bạn có thể mua cái máy này về và làm kem sữa. Ừ, kem chúng ta còn làm nhiều kiểu kem. Thương hiệu máy làm kem này là máy Kachan các bạn nha. Kachan. Máy này làm không cần điện. Và nguyên lý của nó là chúng ta bỏ vào tủ lạnh. Bỏ vào tủ lạnh. Ít nhất là một ngày một đêm. Một ngày một đêm, 24 tiếng. Thì nó sẽ cái lạnh trong cái chất lỏng nó sẽ tỏa ra, nó làm lạnh kem. Và cái này các bạn mua máy này thì các bạn nhớ. Cái máy này các bạn mua thì các bạn nhớ đọc cái dòng comment là mình để bên dưới phần mô tả, các bạn thử bấm vào đường link để các bạn mua sản phẩm này nhá. Nếu các bạn có nhu cầu. Rồi bây giờ chúng ta xem phần cam đông cho nào. Cái này cam đông mình nhỉ. Này các bạn thấy cam đông rồi đấy. Chúng ta có cái này vừa bỏ mà nó đông nhanh quá. Rồi, bây giờ cái ngoài cùng rồi bạn Huyền sẽ lấy cái ngoài cùng đi. Wow. Đây các bạn xem cái kem. Đây các bạn nhìn này, đây là kem bạn Huyền đã cho cái hãy trang trí là cái kẹo dẻo xoắn. Hai bên kia nào chúng ta sẽ đi đến một mặt thì nó một mặt thôi. Rất là ngon nữa, mà Huyền đang thử cho nào, và cảm nhận nào. Mời xem cái kem. Vị nó giống một táo. Đây các bạn thấy kem rất là đẹp nha. Ngon quá. Cái này rất ngon. Đây, cái trang trí này thì chúng ta nhá. Rồi trong khi ăn thử cái một cái này, chúng ta sẽ cái này chúng ta sẽ làm lót vào cái này cái khác đúng không? Ở đây ba vừa chuẩn bị thêm một cái nước, đây là bột cacao các bạn này. Bột cacao. Rồi. Vậy chúng ta sẽ làm kem hai màu nhá. Làm kem ba màu được chưa? Trong thế giới người ta làm kem ba màu nhá. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta làm kem ba màu nhá. Chúng ta có cacao là một này. Chúng ta có nước hoa quả dâu nè. Chúng ta có nước chuối nè, được chưa? Bây giờ bạn Huyền sẽ đổ nước chuối trước. Vâng. Tiếp theo bạn Huyền sẽ đổ nước cacao. Bột cacao. Bóp 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 nghiêng lại thì rót nó sẽ dễ. Rồi, rót ít để còn đế lên trên nữa. Từ từ. Quên, chúng ta sẽ để cho nó đông ở dưới đã. Đúng rồi. Chúng ta phải chờ một lúc cho đông các bạn nhá. Và làm có giật không? Chờ cho đông thì chúng ta mới nói được. Chúng ta mới bỏ lần hai này. Làm có giật không? Yên tâm, ta sẽ làm sao. Trong khi ta chờ thì mình sẽ lấy cái kem này nhá. Rồi. Wow. Kem này là bạn lót nền bằng gì? Bạn xem. Xem nào. Con cầm lấy con đây. Kem này bạn lót nền là một kẹo xoắn và một cái kẹo dẻo sô-cô-la. Hai bạn thấy đẹp không? Rồi để ở đây hai tí cảm nhận. Chúng ta để ở đây nè. Rồi, tí nữa chúng ta có hai cái kem. Rồi. Bây giờ cái lớp này khô rồi đấy. Bạn Huyền sẽ đổ gì? Khô cho ba. Đổ rồi. Chúng ta sẽ làm kem ba màu. Rồi con sẽ cho một đứa nữa vào. Cẩn thận con lấy cái quai và sau xịt ra tí. Rót từ từ. Con phải nhìn con rót được cái thành này này. Thêm đi. Con rót được một nửa. Thêm nữa đi. Cái một cái tay cầm á. Thôi. Rồi.
Ta lại để cho đông. Đông. Rồi ta phải đổ cái gì? Cái vị dâu. À, vị dâu này. Trong khi chờ đợi chúng ta sẽ làm tiếp cái còn lại. Đó là gì? Chúng ta đang còn có chanh leo. Chúng ta có xoài. Và chúng ta làm chanh leo với xoài các bạn nhá. Xem màu nó sẽ màu gì? À đúng, nước xoài cái màu. Rồi. Rồi chúng ta làm kem 3 màu các bạn ơi. Nãy của sô-la chúng ta để thời gian cho sô-la đông rồi nhá. Thì chúng ta sẽ đổ lần thứ 3 là đổ hết luôn đi con. Rồi, đây là kem 3 màu. Rồi, nó với xoài. Rồi. Đặt cái kem vào. Không, đặt cái que kem vào. Chúng ta cho này vào bên hông xuống thì cái này nó sẽ đấy, ép ép thì vào giữa các bạn ạ. Không xuống là nó không bám được. Và để vào. Rồi. Rồi. Rồi xem. Wow, kem này ta xem. Cái này là kem bạn Việt nó bỏ cái gì nó hơi cao. Nó bỏ cái nhân thanh long nó cao quá nên nó hơi không được đẹp lắm các bạn. Nhưng mà màu thì màu này là màu kem của kem của gì nhỉ? Dâu. À, dâu. Chúng ta sẽ để ra đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một loại kem tiếp theo. Thế nào? Ngon lắm các bạn ạ. Có vị gì? Nó vị nước dâu. À, vị nước dâu. Có vị béo của gì nữa? Có vị béo của sữa bột. Sữa đặc. Đặc. Rồi, bây giờ chúng ta thử cảm nhận đấy thôi, chúng ta sẽ làm kem khác các bạn nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ làm một kem, đó là kem nước gì? Chanh nước leo chanh không. Leo không thôi. Rồi bạn Hiền rót nước chanh leo ra. Để xem nó nào. Rồi, nhiều quá rồi đó. Rồi. Đông thì bạn Hiền ăn kem đi, con nó tan hết rồi. Kem ba con nó làm xong nhưng mà vì trời nắng quá ạ. Thế nó đã bị gì? Bị cháy. Và thứ hai là chúng ta đây có nhiều sữa nên nó nhanh tan. Nếu các bạn mà làm nước hoa quả này không này thì nó sẽ đông, nó sẽ cứng hơn, sẽ lâu tan hơn, đúng không? Cái kem càng ngon càng đậm đặc thì nó sẽ càng khó giữ được đông lâu. Cái này làm xong thì nó đã lâu tan rồi. Còn Hiền Anh có thấy ngon không? Anh có đặt này nó tăng cân lên đấy nhá. Và đây là ba chiếc kem của mình đã đông rồi. Bây giờ bạn Hiền lấy kem ba màu của các bạn nhé. 2, 3. Wow. Đưa đây các bạn xem nào. Kem ba màu này. Có cái gì bên kia không? Đây. Đây, kem ba màu của bạn Hiền các bạn ơi. Cái tên là chuối, giữa là cacao. Một cacao. Và bên đây là xoài. Xoài. Rồi, đây cái tiếp theo. Đây là dâu. Dâu. Các bạn đã làm là kem gì nhỉ? Nãy là kem ba màu. Ba màu, về thứ hai là kem gì? Đấy đây. Wow. Wow, đây là kem xoài đúng không? Xoài lộn với là chanh leo. Ồ, rất là đẹp nha. Wow. Đây là kem chanh leo. Chanh leo cho ba sữa nhiều, nó cũng ra màu sữa đúng không? Và bỏ cái kẹo dẻo và kẹo coca. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cách hai là ta sẽ làm như thế này. Quá, con này thử rất ngon đấy. Ngon các bạn ạ. Đây, kem trắng cốt bạn, các bạn thấy mua hộp cốt này. Đấy, của các màu này các bạn về bỏ rắc ra ngoài kem nhá. Các bạn cho cái nước sô la như cho nó đặc một chút nữa. Đấy. Bạn thì đang ăn là kem, đó là kem kem nước chanh leo đấy. Nhờ, chanh leo với xoài. Họ được cốt bằng ngoài. Này, sáng nay chúng ta chưa làm một cái kem, đó là kem nhân. Nhân gì đó đúng không? Mấy con nhân thì các bạn đổ vào đây, đổ đầy lên. Sau bạn dùng để chờ khoảng 30 giây các bạn hút hết nước ra, bám một lớp, sau bạn đổ nhân vào bên trong là được. Rồi, như vậy là hôm nay nhờ có cái máy làm kem cà chan.
mà hai ba con đã làm được rất nhiều loại kem cho các bạn khán giả xem nha. Vâng. Video đến đây của hai ba con là hết rồi. Thanh Huyền xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp các bạn ở các video mới. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm like bạn Huyền nha. Để xem các video mới của bạn Huyền. Và cái máy này các bạn muốn mua thì các bạn sẽ bấm cái đường link bên dưới phần mô tả nhá. Và phần đường link đó các bạn sẽ click vào đó. Và các bạn sẽ đến địa điểm của cái đại lý người ta bán cái máy làm kem này. Chào các bạn nhá. Bye.